thái và hiệu quả tuyệt đối với dịch vụ tắm trắng mà chúng tôi mang lại. Thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp. Quý vị và tất cả các bạn, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, một chương trình đã trở nên vô cùng quen thuộc trong suốt 10 năm vừa qua. Và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội luôn là một đài mà đã chiếm được rất nhiều cảm tình cũng như niềm tin yêu của quý vị và các bạn, đặc biệt thông qua chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Xuân Bắc với tư cách là người dẫn chương trình trong suốt thời gian qua, tôi cảm thấy rất tự hào khi góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chương trình, một chương trình mà quý vị yêu mến. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ luôn có hai người chơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với họ. Người chơi ở vị trí đầu tiên đó là ai? Xin mời. Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Tôi là Thu Hương, hiện nay đang là sinh viên năm nhất khoa nội thất trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một game show truyền hình, rất mong được sự cổ vũ của tất cả quý vị và khán giả. Bạn có vẻ nói có phần sinh viên năm nhất khoa nội thất lần đầu tiên cho nên tôi thi rất là nhiều. Vâng, bạn Thu Hương, dạ. Bạn có thích chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ? Dạ em rất thích ạ. Bạn thích từ bao giờ? Em thích chắc là từ bé, em không nhớ không cụ thể ạ. Dù sao thì bạn cũng là người yêu thích chương trình và hôm nay bạn là người trực tiếp tham gia chương trình. Vâng ạ. Chúng ta cùng làm quen với người chơi tiếp theo nhé. Vâng. Vâng, xin mời. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Tôi là Phạm Quang Huy, sinh ngày 19 tháng 9, cung xử nữ. Tôi thích màu đen, tôi yêu mèo. Cũng như giống như bạn Hương, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một game show truyền hình. Vì thế cũng rất mong được nhận sự cổ vũ của khán giả trong trường quay. Để cho hai người chơi cùng nhau xem nhé. Bạn Huy ạ, dạ. Bạn cung gì ạ? Em cung xử nữ ạ. Tôi lại thế nào lại sinh đúng vào cung nữ xử. Còn bị xử luôn. Còn bạn thì cung xử nữ. Thế nữ là xử anh ạ. Còn bạn Hương thì cung gì bạn có biết không? Dạ em cung sư tử ạ. Thôi xong rồi. Cung sư tử. Thôi xong chia buồn với bạn Huy. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta mở đầu bởi rất nhiều cung mệnh, tuổi tác. Vâng. Hai người chơi đã sẵn sàng. Họ là những người rất trẻ. Họ đang rất máu lửa, rất hăng hái và vô cùng nhiệt tình. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để đến với miếng ghép đầu tiên của chương trình. Đó là miếng ghép ưu thế. Hai bạn sẽ có quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Không cần nhấn chuông. Sẵn sàng chưa ạ? Xin mời. Da màu ạ. Da màu, đáp án hoàn toàn chính xác. Đó là da màu. Từ để gọi chung người da đen, da nâu, da vàng, phân biệt với người da trắng, da màu. Bạn Hương là người trả lời chính xác. Bạn là người có quyền chọn điểm. Chúng ta có số điểm cao nhất sẽ là 500. Thấp nhất sẽ là 50 điểm. Số điểm này sẽ dịch chuyển và bạn sẽ nhấn chuông, dừng điểm. Dừng lại là bao nhiêu thì toàn bộ những câu trả lời đúng trong phần thi thứ nhất, nhưng miếng ghép nhỏ, thì các bạn sẽ được số điểm tương ứng. Cố gắng mà dí vào số điểm cao cao. Vâng ạ. Hôm trước có bạn dí vào 50 điểm, trả lời được 6 câu được có 300. Thế buồn lắm, mặt bạn nào cũng dài ra. Và bây giờ, ở vòng 1 này, quyền sinh quyền sát trong tay bạn cả. Bạn Huy với bạn Hương có cần phải bàn nhau gì không? Dạ. Có bắt tay cái thì... Bắt tay cái cho nó tình cảm. Mắn em nhé. Vâng ạ. Anh mong thế. Bắt đầu. Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu? 300 điểm. Wow. Thế là khá thôi. 300. Phần thi thứ nhất của chúng ta, 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép sẽ là một hình, mỗi hình sẽ là một câu. Các bạn có 15 giây để trả lời và muốn trả lời các bạn phải nhấn chuông để giành quyền trả lời. Sẵn sàng chưa? Dạ vâng. Nhớ nhá, mỗi người chỉ được trả lời một lần thôi. Vâng. Bắt đầu, miếng ghép đầu tiên. Bình tĩnh. Xin mời. Bướm ma. Gì ạ? Bướm ma. Bướm ma, rất chính xác, đó là bướm ma. Hay còn gọi là bướm đêm, thường hoạt động vào ban đêm. Bướm ma.
300 điểm đầu tiên của chương trình thuộc về bạn Huy. Mời bạn mở chi tiết. Vâng, dí rất quyết đoán. Bum. Miếng ghép thứ hai, đây là gì? Loại cờ màu đen trắng có 300 quân, xin mời. Cờ vua. Chưa chính xác. Có 300 quân. Khi chơi, đặt từng quân một để vây nhau gọi. Cờ vây ạ. Gì ạ? Cờ vây ạ. Cờ vây, rất chính xác, đó là cờ vây. Bạn Hương cũng có được 300 điểm đầu tiên cho mình, chúc mừng. Mời bạn mở chi tiết. Miếng ghép thứ ba, đây là gì? Rất dễ, rất dễ. Cực kỳ đơn giản. Bóng đèn ạ. Gì ạ? Bóng đèn ạ. Chưa chính xác. Có vẻ Hương sau khi trả lời đã tìm ra đáp án. Bạn Huy, đáp án là gì? Chỉ còn 3 giây. Xin mời. Bóng 3. Bóng 3. Bóng 3 là loại bóng gì ạ? Em không biết ạ. Đáp án của chúng ta là đèn chùm. Đèn gồm nhiều bóng nhỏ được kết nối thành chùm, dùng để trang trí. Đèn chùm. Miếng ghép thứ tư, gì đây? Hai bạn cố gắng lên nào. Xe rác ạ? Chưa chính xác. Gì đây? Hãy nhìn kỹ cái cần cẩu đang làm gì, máy xúc đang làm gì. Vâng, xin mời. Thả rác ạ. Đáp án của chúng ta là đổ xô. Chắc không dùng cái xô lắm ạ. Đúng rồi. Các bạn nhìn thấy cái xô ở trong ấy, cái xô ấy, thì thường là chúng ta đi đổ rác, đúng không? Vâng. Bây giờ cái máy xúc này, thay vì nó xúc rác, nó toàn xúc xô, nó đổ vào xò rác thôi. Vâng. Gọi là đổ xô. Các bạn nhìn thấy chưa? Đúng rồi. Đổ xô. Hình như các bạn chỉ để ý đến cái máy xúc và cái xọt rác, chứ không để ý xem là rác là cái gì. Vâng. Đổ xô. Kéo tới hoặc là kéo nhau đi rất đông cùng lúc, hoặc đua nhau là một việc gì đó, chúng ta cũng gọi là đổ xô. Miếng ghép thứ 5 là một miếng ghép rất quan trọng. Ai trả lời được miếng ghép nhỏ từ miếng ghép thứ 5 trở đi, các bạn sẽ có 5 giây trả lời miếng ghép lớn với 2.000 điểm. Sẵn sàng chứ? Dạ. Miếng ghép thứ 5, gì đây ạ? Xin mời. Sổ kẹo. Không phải. Bóc kẹo ạ? Không đúng. Các bạn nhìn thấy cái chữ y tế kia không ạ? Dạ có. Phía trước ấy là chữ bông. Kẹo bông. Vâng. Kẹo bông là loại kẹo được làm bằng đường kính, được thổi phồng xốp như bông. Kẹo bông. Miếng ghép tiếp theo, đây là gì? Mời bạn Hương. Mặt vuông chữ điền ạ. Mặt vuông chữ điền. Theo bạn mặt vuông chữ điền là gì? Là mặt hình vuông ạ. À, mặt vuông hình chữ điền. Mặt vuông hình chữ điền thường để tả những người đàn ông có tướng mạo rất là đàng hoàng, có cái vẻ cương nghị của người đàn ông. Và những người mặt vuông chữ điền là những người mà chiếm rất dễ chiếm cảm tình của những người khác. Mặt vuông chữ điền. 300 điểm thuộc về bạn. Xin mời. 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Miếng ghép thứ 7. Gì đây? Rất dễ nhá. Các bạn lưu ý, hình này dễ lắm ý. Miếng ghép thứ 7. Đây là nhấn chuông. Xin mời bạn Hương. Núi lửa. Hoàn toàn đúng, núi lửa. Bạn Huy sao đấy? Là không ạ? Bạn Hương nhấn chuông, bạn Huy đau đầu luôn. Như thế nào bạn Huy? Nhấn... Núi lửa chắc là cũng tìm ra nhưng mà nhấn chuông chậm hơn một tí đúng không ạ? Núi lửa là núi hình chóp, miệng ở đỉnh phun ra những chất nóng chảy từ lòng đất mà chúng ta gọi là magma. Thường xuyên cái núi này hoạt động thường xuyên hoặc là theo chu kỳ nhất định, hoặc đôi khi cũng không theo chu kỳ nhất định, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái các tầng địa chất ạ. Các tầng địa chất ở dưới nữa, và có những cái vận động địa chất
thì nó sẽ phun trào núi lửa. Nhiều khi chúng ta không kiểm soát được. Và khi núi lửa phun ra thì nó sẽ ảnh hưởng trên diện rộng. Thậm chí là trái đất của chúng ta ở vào những cái kỷ như là kỷ băng hà hay là kỷ Triát thì cũng chính trái đất của chúng ta bị hủy diệt bởi núi lửa. Núi lửa. Bạn Hương, cộng thêm cho mình 300 điểm. Hãy mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Ô ở giữa mà dở ra được ấy, thì chúng ta sẽ tìm được đáp án. Miếng ghép thứ 8. Nào, đây là gì? Bạn Huy cố gắng lên để đỡ phải đau đầu. Xin mời bạn Huy. Chuyện cười. Chuyện cười, rất đúng, đó là chuyện cười. Ở chuyện kể dùng hình thức gây cười để giải trí hoặc phê phán nhẹ nhàng. Chuyện cười. 300 điểm thuộc về bạn. Mở. Nào, cố gắng. Góc trên cùng. 5, 4, 3. Tranh sách ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép nhỏ cuối cùng, miếng ghép thứ 9. Đây là gì? Mời bạn Huy. Xe số ạ. Hoàn toàn chính xác, đó là xe số. Thưa quý vị, xe số là loại xe máy thông dụng, phân biệt với xe ga, xe vận hành bằng cách dùng cần đạp để sang số, là xe số. Dạ vâng. Vâng. 300 điểm thuộc về bạn. Mời bạn. Hãy góc dưới. 5, 4, 3. Sách tranh ạ. Chưa chính xác. Quyền trả lời của hai bạn bây giờ là như nhau đối với miếng ghép thứ 10 và mỗi bạn chỉ được trả lời một lần. Tôi gợi ý. Các bạn nhìn thấy hai cái gì? Hai quyển sách ạ. Hãy, sách thì là chung rồi, hãy gọi đúng thể loại của nó. Đọc đi. Được, được. Chuyện tranh ạ. Đáp án chính xác, chuyện tranh. Có đúng thể loại đó là chuyện. Chuyện tranh. Của tớ. Là câu chuyện được kể bằng hình vẽ kèm lời bình minh họa thêm. Chuyện tranh thì thường dành cho các em thiếu nhi. Chuyện tranh. Bạn Hương có thích chuyện tranh không? Dạ có ạ, đam mê của em ạ. Đam mê chuyện tranh. Bạn đọc những tập chuyện tranh gì rồi? Ôi nhiều lắm anh ạ. Từ ví dụ, bé đến lớn là em chỉ đọc chuyện thôi. Conan đọc chuyện. Rồi ạ. Teppy siêu quậy đọc chuyện. Dạ rồi ạ. Bảy viên ngọc rồng. Đọc hết rồi ạ. Nghĩa là những cái chuyện mà kiểu cổ điển ấy là chắc chắn là em đọc rồi ạ. Yeah. Vâng. Những bí mật cần khám phá. Cái này chưa ạ. Đúng rồi, chuyện đấy tôi mới nghĩ ra. Đóng hết rồi. Vâng, chuyện tranh. Và bạn Hương đương nhiên cộng cho mình 2.000 điểm. Chúng ta cùng xem bạn Huy có được bao nhiêu. Bạn Huy được bao nhiêu điểm? Em đoán em được 900 điểm. 900 điểm là chính xác. Bạn Huy đang có 900 điểm. Xin chúc mừng. Bạn Hương có được bao nhiêu điểm? Chắc là 2.900 ạ. 2.900 điểm, hoàn toàn chính xác. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao các bạn ở trong phần thi này lại chậm trả lời đến vậy. Bởi vì cứ mải nhầm số điểm của mình. Còn biết mình trả lời được bao nhiêu câu, bao nhiêu điểm nữa. Được rồi, xem phần 2 như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta cùng làm quen nhiều hơn với hai người chơi. Đầu tiên là bạn Nguyễn Thu Hương. Địa chỉ ở Huỳnh Thúc Kháng. Vâng ạ, ngay cạnh đài truyền hình luôn ạ. Vâng, ngay cạnh đài truyền hình. Hiện đang là sinh viên khoa nội thất, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Và thiết kế nội thất ạ. Vâng ạ, cả ngoại thất luôn ạ. Nhưng mà khoa nội thất mà lại học chuyên về nội hay về ngoại ạ? Tất ạ. Tất? Vâng. À. Biệt danh là Hương Moon. Hương Moon ạ, sao lại gọi thế ạ? Chắc là tại ngày xưa em đen ạ. Chắc bây giờ em đỡ rồi ạ. Đỡ đen đi. Vâng. Tức là hồi bé thì đen, lớn lên thì trắng. Vâng ạ. Hơi khéo tay, đặc biệt là có khả năng đọc truyện rất nhanh và tự kỷ rất giỏi. Cái này hay này. Đọc truyện nhanh. Vâng. Nhưng mà hỏi quay trở lại thì có nhớ là mình vừa đọc gì không? Có chứ ạ. Mà tự kỷ chuyện thì em lại nhớ rất dễ ạ. Thế còn tự kỷ? Tự kỷ nghĩa là em có thể một mình rất là nhiều ạ. Nghĩa là em có thể tự đi ăn một mình hoặc là ngồi ở đâu đấy một mình rất là lâu ạ. À. Gọi là tự kỷ. Vâng. Bạn Huy thấy đấy có vẻ tự kỷ không ạ? Dạ, cũng một phần cũng là một dạng tự kỷ ạ. Vâng. Bạn Huy có hay tự kỷ không? Dạ có ạ.
Trước kia thì em cũng hay chơi một mình, cũng hay làm mọi việc một mình. Cũng thật ra là cũng thích làm những việc một mình hơn, vì cảm giác là như thế thì thấy thoải mái hơn. Vâng, làm một mình cảm thấy thoải mái hơn, đấy người ta gọi là tự kỷ đấy. À, đúng rồi. Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi người hay sử dụng từ tự kỷ như là một cái từ nó không được tốt đẹp cho lắm ấy. À, vâng ạ. Giống như trẻ em tự kỷ chẳng hạn đấy. Thực ra quan điểm của tôi là bất kỳ ai cũng có cái phần kỷ trong người mình. Vâng. Có cái là cái tự đấy nó nhiều hay nó ít và nó có quá xa hoặc quá sai lệch so với chuẩn mực đạo đức xã hội, so với những cái mối quan hệ xã hội bình thường khác hay không mà thôi. Chứ còn ai chả có một nhúm kỷ nào đó để mà tự, đúng không ạ? Sở đoản là gì? Hay quên ạ. Là gì ạ? Hay quên ạ. Hay quên. Trong cuộc sống bạn có hay quên những cái điều cực kỳ quan trọng? Có ạ, có một lần em quên mất đi thi ạ. Quên mất đi thi? Vâng ạ. Đi thi hôm đấy thi môn gì ạ? Dạ, thi môn triết ạ. Thi môn triết. Em thi đường văn chữ. Bạn đừng nói là hôm nay bạn đến trường quay và là bạn cũng quên thi nhá. Không, hôm nay ngày trọng đại ạ. Sở đoản bừa bộn. Vì đây là bệnh nghề nghiệp của họa sĩ, cứ họa sĩ là bề bộn. Vâng ạ, chuẩn luôn ạ. Ai cũng thế. Vâng. Cứ họa sĩ là bề bộn hay là cứ bề bộn là họa sĩ? Cứ họa sĩ là bề bộn nhỉ? À, lạ nhỉ. May quá mình không làm họa sĩ. Thế thì sau này nếu bạn xây dựng gia đình, bạn cũng nên lấy một người làm họa sĩ. Chứ lấy một người làm bác sĩ thì tôi nghĩ là mỗi người lại phải phòng riêng. Không, em chỉ hơi bừa một tí ạ. Hơi bừa, tức là bừa chấp nhận được. Vâng ạ. Có bao giờ mẹ mắng không? Có ạ. Là đấy là điều quan trọng. Ước mơ của bạn là lúc nào cũng được hạnh phúc. Và tính cách thì hơi nhát, còn lại lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì? Thực ra em thích chương trình lâu rồi nên em muốn đi thi, nhưng bây giờ em mới có cơ hội để đi ạ. Còn lại thì chắc là để cho mẹ em biết là em đoán ở trên này cũng giỏi như đoán ở nhà ạ. À, 2.900 điểm. Mẹ ơi, con đoán giỏi lắm. Cảm ơn bạn Hương rất nhiều. Chúng ta đến với bạn Huy, sinh ngày 19 tháng 9. À, rất đặc biệt. Bạn Huy sinh ngày 19 tháng 9, còn bạn Hương sinh ngày 18 tháng 8. Hiện đang là chuyên viên bảo mật mạng máy tính. Đã là bảo mật, tôi sẽ không hỏi nhiều. Dạ vâng ạ. Thích xem phim ma, chơi thể thao, trong đó có môn thể thao giỏi nhất là? Ngủ ạ. Dạ, em quy định ngủ là môn thể thao ạ. Nó sử dụng rất nhiều bộ phận cơ thể như là đầu, rồi lưng, rồi chân, rồi mông. Các kiểu. Dạ, hoạt động cũng không mạnh lắm nhưng mà cũng có thể gọi cái môn thể thao. Là môn thể thao. Tiếc quá nhỉ. Ủy ban Olympic không đưa cái môn này vào. Bị thì ngay. Bạn Quang Huy, sở trường của bạn là hát. Dạ vâng, thật ra nói sở trường thì hơi quá nhưng mà em cũng hơi tự tin vào sở trường hát và vào khả năng hát của em, với lại tự tin vào một khả năng nữa, đó là khả năng giải tán đám đông ạ. Tức là khi hát thì giải tán đám đông ạ? Dạ vâng, không hiểu cái giọng hát của em nó truyền cảm hay sao mà mọi người cứ phải cảm giác là được xa xa một chút mới nó hội tụ được cái tinh túy trong cái giọng hát. Bây giờ bạn hát đi. Dạ vâng, để em... Bởi vì trời cũng đã khuya dần dần rồi, bạn cũng giải tán đám đông. Bài gì ạ? Em xin phép trình bày bài hát.
thắm lên rực rỡ một trời mây ngần ngày nắng trong tình yêu. Chụp ảnh hai phía cùng lúc, Samsung Galaxy S4 sống cùng bạn. Phần thi thứ hai, bạn Huy thân mến, đây là cơ hội của bạn. Bạn phải vươn lên bởi vì đối thủ đang hơn bạn 2.000 điểm. Đã. Nhưng đây là cơ hội của bạn và cũng là cơ hội của người chơi bên cạnh bạn. Đã. Chúng ta vẫn có 9 miếng ghép nhỏ và mỗi miếng ghép nhỏ chúng ta được quyền trả lời liên tục trong vòng 15 giây. Bạn nào trả lời vui lòng nhấn chuông. Điểm quan trọng nữa là với mỗi miếng ghép các bạn sẽ có quyền chọn điểm một lần. Sẵn sàng chưa? Ai là người chọn điểm ở phần 1? Em ạ. Đúng rồi. Và bây giờ miếng ghép đầu tiên trong phần 2, xin mời bạn Huy. 400 điểm. Đây là gì? Bình tĩnh. Mời bạn Huy. Vở ô ly. Hoàn toàn chính xác. Đó là vở ô ly. Một loại vở có các dòng kẻ nhỏ dành cho học sinh tiểu học tập viết hoặc ghi chép bài. Vở ô ly. 400 điểm thuộc về bạn. Mời bạn mở chi tiết. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt. Xin mời phần chọn điểm của bạn Hương. 200. Đây là gì? Xin mời bạn Huy. Bi rồng ạ. Chưa chính xác. Của bạn Hương cả đấy. Vâng, xin mời bạn Huy. Không phải chưa? Bạn Huy vẫn là người. Không phải. Vâng, xin mời bạn Hương ạ. 7 viên ngọc rồng ạ. Hoàn toàn đúng, 7 viên ngọc rồng. Biết sao tôi lại nói là của bạn cả, bạn biết không? À, Hương, em thích đọc truyện ạ. Đúng rồi, và truyện tranh 7 viên ngọc rồng. Hình như tôi cũng có nhắc đến rồi. 7 viên ngọc rồng, tên một bộ truyện tranh nổi tiếng của thiếu nhi Nhật Bản. Bạn Hương được cộng cho mình 200 điểm. Mời bạn mở chi tiết. Dí mạnh. Mời bạn Huy. Hai trăm. Đây là gì? Nếu bạn bị lạc giữa biển đấy, thì bạn sẽ vô cùng sung sướng. Xin mời. Đất liền. Đất liền. Chính xác, đó là đất liền. Bạn sẽ vô cùng sung sướng khi bạn nhìn thấy đất liền, đúng không? Đó chính là đất liền. Đất liền là phần mặt đất tiếp xúc với biển ở một phía. Vâng, đất liền. Còn đảo thì đôi khi đảo thì lại tiếp xúc với biển ở nhiều phía. Còn bán đảo tiếp xúc với biển ở phía to, đại ý thế. Tôi cũng không có đầy đủ những cái kiến thức về những khái niệm như vậy. Bạn cộng thêm cho mình 200 điểm. Hãy mở chi tiết. Đây mới chỉ là miếng ghép thứ 3. Và tiếp theo sẽ là miếng ghép thứ 4. Và bạn Hương là người chọn điểm. 250. Đây là gì? Mời bạn Huy. Giao hào. Chưa chính xác. Lại có cả nốt nhạc bay ra nữa. Đây là gì? Hát giao lưu. Không phải. Lối hát dân gian truyền miệng của trẻ em thường kèm với một. Hát đồng dao. Hoàn toàn đúng, đó là hát đồng dao. Hát đồng dao. Bạn Huy có thêm 250 điểm nữa. Bạn Hương cẩn thận nhé. Vâng ạ. Bắt đầu từ miếng ghép sau, ai trả lời được sẽ có cơ hội với miếng ghép thứ 10. Và bây giờ sẽ là phần chọn điểm của bạn Huy ở miếng ghép thứ 5. 450 điểm. Rất tuyệt. Đây là gì? Đây là gì và đây là gì? Gì đấy ạ? Dưa chéo ạ. Không phải. Dưa đỏ ạ. Không phải. Một khái niệm. Một quan niệm trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là theo đạo Phật, đó là
vẫn còn cơ hội. Vâng. Tôi xin phép. Xin hết. Hết cơ hội. Một quan niệm trong cuộc sống của chúng ta, các bạn nhìn thấy, hãy quên nó là dưa đi, mà gọi chung của các loại thì nó là gì ạ? Quả. Và kia không phải là dấu cộng mà là hậu quả. Nhân quả. Nhân quả, đó chính là nhân quả. Miếng ghép thứ 6, phần chọn điểm của bạn Hương. Mời bạn. 250. Cứ bình tĩnh, đây là gì? Dép tổ ong ạ. Gì ạ? Dép tổ ong ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác, đó là dép tổ ong. Là loại dép nhựa có lỗ giống như là tổ ong. Chúng ta gọi là dép tổ ong. Bạn có thêm cho mình 250 điểm. Hãy mở. Nào, dí mạnh nào. 5 giây dành cho bạn. 5, 4. Điểm 9 ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Bạn Huy thân mến, hãy chọn điểm như nào. 200. Đây là gì? Giỏ tính ạ. Chưa chính xác. Xin mời bạn Hương. Máy tính xách tay ạ. Máy tính xách tay, hoàn toàn đúng. Đó là máy tính xách tay. Máy tính cá nhân được thiết kế riêng theo dạng nhỏ gọn để di chuyển. 200 điểm thuộc về bạn. Cơ hội, đây là gì? Hãy mở. Đúng rồi. 5, 4, 3. Bàn chà ạ. Chưa chính xác. Phần chọn điểm của chính bạn, bạn Hương thân mến. 550 điểm. Đây là gì? Mời bạn Huy. Nhện tóc. Không phải. Vâng, xin mời. Tóc tơ ạ. Tóc tơ, rất chính xác, đó là tóc tơ. Tóc tơ, sợi tóc mới mọc của trẻ em, mỏng và nhẹ như sợi tơ nhện, gọi là tóc tơ. Bạn Hương cộng thêm cho mình 550 điểm. 550 điểm, xin chúc mừng bạn. Hãy mở. Xin mời. 3, 2, 1. Xin mời phần chọn điểm của bạn Huy. 450 ạ. Xin mời. Vua sư tử. Đáp án đúng, vua sư tử. Đây là một tên nổi tiếng, vua sư tử. Bạn cộng thêm cho mình 450 điểm ạ. 450 điểm là của bạn. Mời bạn. Đây là gì? 3, 2, 1. Ô điểm ạ. Không đúng. Quyền trả lời của hai bạn là như nhau. Tôi gợi ý nhé. Vâng ạ. Tôi gợi ý này. Các bạn nhìn thấy gì rồi? Cái bàn kiểm tra ạ. Điểm 9 ạ. Quên nó là điểm gì đi. Chỉ cần biết ô đấy là ô. Điểm ạ. Và những cái xếp thành điểm. Mời điểm bạn. Hòa. Chưa chính xác. Tôi sẽ không gợi ý nữa mà tôi chờ thời gian hết. Mỗi bạn chỉ được trả lời một lần. Anh gợi ý tiếp đi ạ. Gợi ý nữa thì bạn Huy hết cơ hội trả lời rồi. Thật là buồn. Thực ra tôi đang nghĩ tôi phải mặc cả trước là tôi sẽ đưa ra 3 dữ kiện. Và ai trả lời trước thì người ấy hết quyền, đúng không? Nhưng mà thôi, bây giờ bạn hết cơ hội rồi. Tôi đếm từ 5 đến 1. Hết cơ hội nghe gợi ý ấy. 5, 4. Xin mời. Tiêu điểm ạ. Đáp án chính xác là tiêu điểm. Thưa quý vị, đó chính là tiêu điểm. Không nghĩ là vì sao mình lại trả lời đúng là tiêu điểm, đúng không ạ? Thầy, em thấy nó có một chữ điểm thì em cứ nghĩ ra cái gì rồi ghép vào có nghĩa. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ là như vậy. Vâng, đó là tiêu điểm. Điểm hội tụ chùm tia hình nón hình thành sau khúc xạ hoặc phản xạ các tia song song. Vâng, tiêu điểm. Hình này khó. Vâng. Nhưng bạn cũng rất xuất sắc. 3.000 điểm của bạn. Rất nhanh.
Bạn Huy đang có 2.200 điểm, cả một sự cố gắng của bạn. Như vậy đã rất tuyệt vời rồi bạn Huy ạ. Bạn trả lời cũng rất chính xác. Bạn Hương đang có 7.100 điểm. Bạn Huy thân mến, tôi không muốn, nhưng vẫn phải chia tay nhau, đây là quy định của chương trình. Bạn ra về với số tiền thưởng là 2.200.000 đồng, cộng với quà của chương trình, xin gửi tặng bạn. Xin gửi tặng bạn những quà của chương trình. Bảy nghìn một trăm là số điểm của bạn Thu Hương, là chủ nhân chiếc ghế đỏ trong chương trình hôm nay của chúng ta. Và bạn Thu Hương đang có cơ hội đến với phần thi thứ 3 với số điểm rất cao. Bạn có thể cộng thêm cho mình 15 triệu, tức là 15.000 điểm, hoặc 30.000 điểm, tức là 30 triệu đồng. Bạn có đi qua ra điểm M không ạ? Chắc là không ạ. Vì sao lại thế? Bởi vì câu ấy rất là khó mà em sợ tốn thời gian. Em chỉ mục tiêu vào cái dễ hơn ạ. Cái dễ hơn, vâng. Mong muốn cái gì mình có thể đạt được. Vâng. Tại em thấy chưa ai thắng cái vòng này ạ. Có. Có ạ. Ừ, có hai người thắng rồi. Ồ thế ạ. Có đi qua M không ạ? Có một người qua M. Thế ạ. Được giải thưởng rất cao. Vâng. Tùy bạn thôi. Đây là cuộc thi và phần thi này là phần thi của bạn. Thưa quý vị và các bạn, bạn Thu Hương đã sẵn sàng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn. 25 ô chữ cái chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Người chơi có thể đi theo hàng dọc hoặc hàng ngang. 60 giây trả lời được 5 câu thẳng hàng sẽ có 15.000 điểm. Đi qua đường chéo qua ra điểm M hoặc hàng dọc hàng ngang, bạn sẽ có cơ hội giành được 30.000 điểm. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Hãy lựa chọn và 60 giây bắt đầu. B ạ. Chữ B, xin mời. Ong ạ, ong, ruồi cười ạ, mặt cười ạ. Chưa chính xác. Đá cười đá. Không phải, đây là con ruồi thì đúng rồi, nhưng nó đang làm gì kia? Ruồi cười, ruồi. Không phải ruồi cười mà là. Bỏ qua. G ạ. Chữ G. Xin mời. Quận giấy ạ. Thành chỉ ạ. Không phải. Ở số lần trước chúng ta đã có hình này rồi. Thư, thánh thư ạ. Nói không gọn gàng mà nó cứ dài dòng. Còn gì nữa? Một giấy dài dòng ạ. Bốn từ là gì? Câu chuyện là gì ạ? Văn tự dài dòng ạ. Không phải. Dài dòng văn tự. Dài dòng văn tự, đó chính là dài dòng văn tự. L ạ. Chữ L. Vâng, xin mời. Đây là gì? Môi nói ạ. Môi. Không phải. Đôi môi. Không phải. Hai cái gắn vào. Và đây nhập, là một môi nhập ạ. Không, nhập. Đây là một trong những cái mà nền kinh tế nào cũng cần phải có, đó là môi giới. Không phải môi giới mà là sáp nhập ạ. Không phải sáp nhập mà là môi nhập ạ. Tôi xin lỗi. Tôi mời bạn. Tôi xin lỗi bạn là cái khả năng vốn từ của tôi nó kém, cho nên tôi không đủ để gợi ý cho bạn. Cuối cùng nó không phải là mua nhập, không phải là sáp nhập, mà nó là nhập khẩu. Nhập khẩu. Vâng. Bạn đã trả lời thêm được một câu, đó là chữ G. Và tổng số điểm của bạn bây giờ là 7.200 điểm. Vâng ạ. Bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Để bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Xin cảm ơn hệ thống siêu thị điện máy Toke và thiết bị nhà bếp Faber đã tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vietstarmark đã phối hợp thực hiện chương trình. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất và được phát sóng thường xuyên vào tối thứ Bảy hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.